trên địa bàn tỉnh hiện có 9 trên 10 huyện thành phố có ca bệnh sốt xuất, xuất huyết với hơn 260 ca mắc, giảm 350 ca so với cùng kỳ năm 2022. Đồng thời ghi nhận 92 ổ dịch, giảm 78 ổ dịch so với cùng kỳ. Sở y tế đánh giá giống như trong các năm bùng phát dịch trước đây, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết từ đầu năm 2023 đến nay đều có điểm chung là số mắc bắt đầu tăng từ tháng 4, tháng 5 và đạt đỉnh vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 hàng năm do đó sở y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết đề nghị ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa chỉ đạo các phòng ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện và duy trì chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết